Chào mừng các bạn đến với video thuộc chủ đề số 3 và bộ video số 25 của kênh Ruby Show. Trong một buổi tối cách đây mấy ngày thì mình có đăng một cái status trên cả fanpage lẫn nhóm của chúng ta, nói rằng là mình đang gặp một số chuyện khiến cho mình buồn và tạm thời không có tạo và đăng video lên. Nhưng mà sau khi đã suy nghĩ lại và mình cảm thấy là mình đã tìm được hướng đi đúng đắn và cảm thấy một con đường sáng trước mắt mình, thì mình đã quyết định là vui vẻ lạc quan trở lại và trở lại tạo và đăng video cho các bạn đang xem đây. Mình rất mong rằng các bạn sẽ thông cảm cho mình vì chuyện này và tiếp tục đón nhận và xem những video của mình nha, và ủng hộ kênh YouTube của chúng ta nhé. Bài báo trong video hôm nay của chúng ta sẽ nói về một địa danh du lịch ở phía bắc của nước ta, là một thị trấn cực kỳ nổi tiếng, là thị trấn Sapa, mà mọi người thường nói là Sapa mù sương đó. Mặc dù thị trấn này ngày nay, tức là theo cái sự phát triển đương nhiên rồi của du lịch theo hướng công nghiệp, thì thị trấn này cũng đã có những thay đổi theo cái chiều hướng đó, nhưng mà cái cơ bản của nó vẫn giữ được những cái bản sắc, những cái nét đẹp vốn có của nó, như là một thành phố luôn luôn chìm trong sương mù nè, luôn luôn có sự hiện diện của rất nhiều đồng bào các dân tộc khác nhau ở trên vùng đất này, và mỗi dân tộc lại có một cái trang phục, một nét văn hóa cũng như là một nét đẹp riêng mà chúng ta luôn phải khám phá, tìm hiểu và gìn giữ nó. Bài báo trong video hôm nay của chúng ta sẽ nói về 9 trải nghiệm phổ biến ở Sapa mà hầu như du khách nào đến với thị trấn này cũng đều phải trải nghiệm nó hết. Bởi vì theo như mình thấy thì mỗi trải nghiệm trong bài báo này tuy là có những nét khác biệt riêng, như là trải nghiệm thì khám phá đèo, trải nghiệm thì khám phá văn hóa địa phương, trải nghiệm thì tham gia vào hoạt động thường ngày, nhưng mà điểm chung của nó là chúng đều rất đáng để trải nghiệm và khám phá, bởi vì chúng đều có những nét đẹp và đặc điểm riêng mà chúng ta không thể nào tìm thấy ở những trải nghiệm ở những nơi khác được. Đặc biệt là tất cả 9 trải nghiệm trong bài báo trong video hôm nay không phải là do phóng viên của chúng ta trực tiếp tác nghiệp và viết ra, mà là do một phóng viên nổi tiếng người Canada có tên là Tyler Wildeck trực tiếp tác nghiệp, khám phá và viết nó ra luôn. Và phóng viên của chúng ta chỉ cần dịch và biên tập nó qua tiếng Việt thôi. Và mình cũng đã dịch những trải nghiệm này, cụ thể là trong bài báo này, qua tiếng Anh cho các bạn, là vừa có thêm những kiến thức về du lịch ở Sapa, vừa có thêm những kiến thức về từ vựng Anh ngữ nữa. Nói chung là 2 trong 1 đó. Nên là mình rất mong rằng các bạn sẽ đón xem hết video cũng như là bài báo trong video này nhé. Bài báo trong video hôm nay của chúng ta có tiêu đề là 9 trải nghiệm ở Sapa được người nước ngoài gợi ý. Và mình đã dịch tiêu đề này qua tiếng Anh là 9 experiences in Sapa recommended by foreigners. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào phần số 2 của video này nhé. Chín trải nghiệm ở Sapa được người nước ngoài gợi ý. Tyler Wildeck, phóng viên người Canada, gợi ý du khách nên ghé Trạm Tôn, ngắm cảnh trên đỉnh Phan Xi Păng, đi chợ địa phương, vân vân. Với tầm nhìn xuống những thung lũng sâu, đèo Ô Quy Hồ, cổng trời Trạm Tôn là địa điểm được gợi ý cho khách Tây muốn đi phượt. Tại đây có nhiều điểm ngắm cảnh nổi tiếng là cầu kính Rồng Mây hay cổng trời Sapa. Đèo Ô Quy Hồ dài gần 50 km, nằm trên quốc lộ 4D, bắt đầu từ Sapa với 1/3 nằm phía Lào Cai, 2/3 còn lại thuộc đất Lai Châu, kết thúc tại ngã ba Tam Đường. Đèo còn có tên Hoàng Liên Sơn vì chạy vượt qua dãy Hoàng Liên, hay đèo Mây vì quanh năm mây mù che phủ, ngay cả vào mùa hè. Leo đỉnh Phan Xi Păng, nóc nhà Đông Dương là trải nghiệm nên thử của các du khách mê chinh phục. Thời điểm đẹp nhất là từ tháng 2 đến tháng 4 khi hoa đỗ quyên nở rộ. The Travel cho rằng
lang thang dọc theo những con đường mòn. Du khách có thể nhìn ngắm các sườn núi, biển mây, núi rừng điểm xuyết, hoa đỗ quyên, vân vân. Hệ thống cáp treo lên đỉnh Phan Xi Păng ở Sapa giữ kỷ lục thế giới về độ chênh giữa ga đi ga đến 1.410m. Mỗi cabin có sức chứa 25-30 khách, cửa sổ kính lớn giúp du khách dễ dàng ngắm cảnh, quay phim, chụp ảnh. Đây là trải nghiệm đơn giản hơn cho những người không thể tự leo lên đỉnh Phan Xi Păng. Cầu mây ở bản Giang Tà Trải vắt qua con suối xanh ngắt, mỗi thanh gỗ cách nhau khoảng 20cm. Đi qua cây cầu này là một trải nghiệm bồng bềnh trên mây vì nó có thể hơi rung lắc và tầm nhìn xuống dòng nước bên dưới đem lại cảm giác căng thẳng, khó quên. Khung lũng Mường Hoa là một trong những địa điểm du khách check-in nhiều nhất khi đến Sapa. Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn các thửa ruộng bậc thang, đặc trưng của Sapa và vùng núi phía Bắc. Bạn nên lưu trú ở đây một đêm để trải nghiệm cuộc sống và tìm hiểu bản sắc văn hóa của người Hờ Mông, Giao và Tày. Ghé chợ Sapa là cách dễ dàng nhất để trải nghiệm văn hóa và ẩm thực địa phương. Nằm cạnh bến xe nên khu chợ rất nhộn nhịp. Trải nghiệm đáng nhớ là tương tác với người dân địa phương, trả giá các món đồ định mua. Đặc sản nên thử là thắng cố và quà lưu niệm dễ tìm là đồ thổ cẩm. Bản Cát Cát là một trong những bản lâu đời nhất của Sapa, nay đã được du lịch hóa, có nhiều điểm check-in đẹp và tập trung nhiều hàng quán. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp cảnh những dòng suối nhỏ, những phụ nữ dệt vải thổ cẩm sặc sỡ và tái hiện các phong tục, tập quán truyền thống khác. Với độ cao hơn 1.800m tại đỉnh Hàm Rồng, du khách có thể thưởng lãm vẻ đẹp toàn cảnh thị trấn Sapa. Buổi tối, nơi đây phù hợp với du khách thích nghệ thuật ánh sáng trong khoảnh khắc phố lên đèn, cả thị trấn chìm trong mây. Để lên núi Hàm Rồng, du khách phải đến quảng trường trung tâm, đi bộ ra phía sau nhà thờ và leo các bậc thang. Đi dạo quanh quảng trường là trải nghiệm quen thuộc với du khách mỗi khi Sapa lên đèn. Quảng trường nhỏ luôn ngập tràn không khí lễ hội. Tại đây, khách du lịch có thể lựa chọn mặc trang phục truyền thống và tham gia vào các hoạt động văn hóa độc đáo. Thời điểm tham quan nhà thờ đẹp nhất là vào sáng sớm khi mặt trời ló rạng, chiếu sáng lên cây thánh giá khổng lồ. Nine experiences in Sapa recommended by foreigners. Miss Tyler Wildeck, a Canadian reporter, suggests that tourists should visit Chamton Heaven Gate, admire the scenery on top of Phan Xi Păng, go to the local market, etc. when coming to Sapa, with a view down to the deep valleys. Oakley Hill Pass, Chamton Heaven Gate is a recommended place for Westerners who want to go backpacking. Here, there are many scenic spots in which the famous is the Dragon Cloud Glass Bridge on Sapa Heaven Gate. Oquiho Pass is nearly 50 kilometers long, located on Highway 4D, starting from Sapa and ending at Tam Dương Junction. One third of this part belongs to Lao Cai Province and the remaining two thirds of it belongs to Lai Châu Province. This pass is also called Hoàng Liên Sơn Pass because it crosses the Hoàng Liên Mountain Range or May Pass. Because it is covered by clouds all year round, even in the summer. Climbing to the top of Phan Xi Păng, the roof of Indochina is a must-try experience for tourists who love to conquer. The best time to do this experience is from February to April, when the azaleas are in full bloom. The travel said that when wandering along the trails here, visitors can see the mountain slopes, sea of clouds, mountains dotted with azaleas, etc. The cable car system to the top of Phan Xi Păng in Sapa hosts the world
record for the difference between departure and arrival stations, specifically 1,410 meters. Each cabin can accommodate 25 to 30 guests and has large glass windows to make it easy for visitors to enjoy the scenery, film, take photos. This is a simpler experience for those who cannot climb to the top of Fansipan on their own. The Cloud Bridge in Sangtachai village crosses the green stream. In it, each of the two wooden slats is about 20 centimeters apart. Crossing this bridge is a floating in the clouds experience, as it can be a bit wobbly, and the view into the water below is nerve-wracking and unforgettable. Mường Hoa Valley is one of the most check-in places in Sapa. From here, visitors can see the terraced fields typical of Sapa and the northern mountains in Vietnam. You should stay here for one night to experience the life and learn the cultural identity of the Hmong, Sao and Thai people. Visiting Sapa Market is the easiest way to experience local culture and cuisine. Located next to the bus station, this market is very busy. Here, a memorable experience here is interacting with the locals and bidding for the items you intend to buy. The specialty to try is tang cầu, and the easy to find souvenir is brocade. Cát Cát Village is one of the oldest villages of Sapa, now has been touristized and has many beautiful check-in points and has many shops, restaurants. Here, you can easily catch sight of small streams, women weaving colorful brocade fabrics and recreating other traditional customs and practices. At Hàm Rong Peak, with an altitude of more than 1,800 meters, visitors can enjoy the panoramic beauty of Sapa. In the evening, this place is suitable for visitors who like the art of light. In the moment when the street lights up, the whole Sapa is engulfed in clouds. To climb to Hàm Rồng Peak, visitors have to go to the central square, walk behind the church and climb the steps. Walking around the square is a familiar experience for visitors every time Sapa lights up. This square is small and always full of festive atmosphere. Here, tourists can choose to wear traditional costumes and participate in unique cultural activities. The best time to visit the church is in the early morning when the sun rises, illuminating the giant cross. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần số 2. Tiếp theo, mình và các bạn sẽ cùng bước vào phần số 3 là phần từ vựng của video này nhé. Sau đây là phần từ vựng của video này. Từ số 1, cụm danh từ Heaven Gate có nghĩa là cổng trời. Từ số 2 là hai tính từ Cynic hoặc Cynic và Cynical. Hai từ này cùng có 4 nghĩa sau đây. Nghĩa số 1 là thuộc sân khấu hoặc thuộc kịch trường. Nghĩa số 2 là thể hiện một chuyện hoặc ghi lại một sự kiện. Nghĩa này thường được dùng để nói về tranh hay ảnh. Nghĩa số 3 là điệu hoặc màu mè hoặc vở vĩnh hoặc có vẻ kịch. Và nghĩa số 4 là thuộc cảnh vật. Mình xin đọc lại nghĩa số 2 là thể hiện một chuyện hoặc ghi lại một sự kiện. Nghĩa này thường được dùng để nói về tranh hay ảnh. Từ số 3 là danh từ junction hoặc junction có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là
sự nối liền hoặc sự gặp nhau. Nghĩa số 2 là mối nối hoặc chỗ gặp nhau. Nghĩa số 3 là ga đầu mối, tức là nơi các đường xe lửa gặp nhau trong ngành đường sắt. Mình xin nói lại nghĩa này là ga đầu mối, tức là nơi các đường xe lửa gặp nhau trong ngành đường sắt. Từ số 4 là động từ cross có 10 nghĩa. Nghĩa số 1 là qua hoặc đi qua hoặc vượt hoặc đi ngang qua hoặc đưa đi ngang qua. Nghĩa số 2 là gạch ngang hoặc gạch chéo hoặc xóa. Nghĩa số 3 là tạp giao hoặc lai giống. Mình xin đọc lại nghĩa này rõ hơn là tạp giao động vật hoặc lai giống động vật. Mình xin nói lại nghĩa này lần nữa là tạp giao động vật hoặc lai giống động vật. Và đó là nghĩa số 3 của từ này. Nghĩa số 4 của nó là vượt qua hoặc đi qua. Nghĩa số 5 là gặp nhau hoặc giao nhau hoặc chéo ngang hoặc chéo nhau. Nghĩa số 6 là gặp mặt một người ở ngoài đường hoặc chạm mặt một người ở ngoài đường. Nghĩa số 7 là cưỡi ngựa. Nghĩa số 8 là viết đè lên một chữ đã viết hoặc viết đè lên một trang đã viết. Nghĩa số 9 là cản trở hoặc gây trở ngại. Và nghĩa số 10 là đặt chéo nhau hoặc bắt chéo. Từ số 5 là danh từ ở dây lìa có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là cây khô thuộc họ đỗ quyên trong thực vật học. Và nghĩa số 2 là hoa đỗ quyên. Từ số 6 là động từ wander có 6 nghĩa. Nghĩa số 1 là đi thơ thẩn hoặc đi lang thang. Nghĩa số 2 là thả bộ hoặc đi vơ vẩn. Nghĩa số 3 là lạc đường hoặc chệch đường. Nghĩa số 4 là quanh co hoặc ngoằn ngoèo hoặc uốn khúc. Nghĩa số 5 là nghĩ lan man hoặc nghĩ vơ vẩn hoặc nghĩ mông lung hoặc lơ đễnh hoặc nói huyên thuyên. Và nghĩa số 6 là mê sảng. Từ số 7 là danh từ trèo có 5 nghĩa. Nghĩa số 1 là vạch hoặc vệt dài. Nghĩa số 2 là đường hoặc đường mòn. Nghĩa số 3 là đuôi hoặc vệt trong thiên văn học. Nghĩa số 4 là dấu vết hoặc mùi hoặc vết. Và nghĩa số 5 là vết chân hoặc đường đi. Từ số 8 là động từ dot hoặc dot có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là đánh hoặc nện. Nghĩa số 2 là chấm hoặc đánh dấu chấm. Và nghĩa số 3 là rải rác hoặc lấm chấm. Từ số 9 là danh từ record có 5 nghĩa. Nghĩa số 1 là một bộ dữ liệu có liên quan tạo thành một đơn vị trong hồ sơ máy tính trong tin học. Nghĩa số 2 là đĩa hát hoặc đĩa ghi âm. Nghĩa số 3 là thành tích hoặc kỷ lục. Nghĩa số 4 là thành tích hoặc tiếng tăm hoặc lý lịch. Và nghĩa số 5 là sổ sách ghi chép hoặc hồ sơ. Từ số 10 là danh từ difference có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là sự khác nhau hoặc tình trạng khác nhau hoặc tính khác nhau hoặc sự chênh lệch. Nghĩa số 2 là sự bất đồng hoặc mối bất hòa. Nghĩa số 3 là sự chênh lệch về giá cả. Và nghĩa số 4 là hiệu hoặc sai phân trong toán học. Mình xin đọc lại từ này là difference. Từ số 11 là danh từ departure có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là sự rời khỏi hoặc sự ra đi hoặc sự khởi hành. Nghĩa số 2 là sự sao lãng nhiệm vụ hoặc sự đi lệch hướng hoặc sự lạc đề.
và nghĩa số 3 là sự lệch hướng hoặc sự chuyển hướng. Từ số 12 là danh từ arrival có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là sự đến hoặc sự tới nơi. Nghĩa số 2 là người đến hoặc vật đến. Và nghĩa số 3 là chuyến hàng mới đến. Từ số 13 là động từ film. Mình xin nói lại từ này là film có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là phủ một lớp màng hoặc che bằng một lớp màng. Nghĩa số 2 là che đi hoặc làm mờ đi. Nghĩa số 3 là quay thành phim. Mình xin nói lại nghĩa số 1 là phủ một lớp màng hoặc che bằng một lớp màng. Và nghĩa số 4 là bị che đi hoặc bị mờ đi. Từ số 14 là danh từ slat hoặc slat có nghĩa là thanh mỏng, để làm mảnh mảnh, làm giáp giường, vân vân. Mình xin nói lại là danh từ slat hoặc slat có nghĩa là thanh mỏng, để làm mảnh mảnh, làm giáp giường, vân vân. Mình xin nói lại nghĩa này là thanh mỏng để làm mảnh mảnh, làm giáp giường, vân vân. Từ số 15 là tiếng từ wobbly có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là có chiều hướng lắc lư hoặc có chiều hướng lảo đảo hoặc loạng choạng. Nghĩa số 2 là rung rung hoặc run run. Nghĩa này thường được dùng để nói về giọng nói. Và nghĩa số 3 là do dự hoặc lưỡng lự hoặc nghiêng ngả. Đối với nghĩa này thì từ thường được dùng để chỉ người. Từ số 16 là cụm danh từ terraced field có nghĩa là vượng bậc thang. Từ số 17 là danh từ identity có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là tính đồng nhất hoặc sự sống hệt. Nghĩa số 2 là nhân dạng. Mình xin nói lại nghĩa này là nhân dạng. Nghĩa số 3 là phù hiệu cá nhân hoặc thẻ căn cước. Và nghĩa số 4 là đồng nhất thức trong toán học. Từ số 18 là động từ interact có nghĩa là ảnh hưởng lẫn nhau hoặc tác động với nhau hoặc tương tác. Từ số 19 là động từ beat có 6 nghĩa. Nghĩa số 1 là dự thầu, tức là đưa ra một cái giá để làm công việc nào đó. Nghĩa số 2 là sướng bài, trong môn chơi bài bridge. Nghĩa số 3 là nói lời chào. Nghĩa số 4 là ra lệnh hoặc bảo. Nghĩa số 5 là mời. Và nghĩa số 6 là trả giá, tức là đưa ra một cái giá để mua cái gì đó, nhất là tại cuộc bán đấu giá. Từ số 20 là danh từ souvenir, có nghĩa là vật kỷ niệm hoặc đồ lưu niệm. Nếu các bạn đọc từ này là souvenir cũng đúng nha. Từ số 21 là danh từ brocade hoặc brocade có nghĩa là gấm thêu kim tuyến hoặc vải thêu kim tuyến. Ngoài ra thì nghĩa số 2 của từ này là thổ cẩm. Từ số 22, từ này có hai cách viết nhưng mà nó chỉ được đọc theo cùng một cách là touristize, có nghĩa là du lịch hóa. Mình xin đọc lại từ này là touristize. Lại nữa nhé, là touristize. Từ số 23 là động từ catch có 14 nghĩa. Nghĩa số 1 là bấu hoặc víu lấy hoặc níu lấy hoặc chộp lấy. Nghĩa số 2 là thu hút hoặc lôi cuốn. Nghĩa số 3 là đánh hoặc giáng. Nghĩa số 4 là mắc vào hoặc vướng hoặc móc hoặc kẹp. Nghĩa số 5 là chặn đứng hoặc nén hoặc giữ. Nghĩa số 6 là bắt gặp hoặc bắt được quả tang hoặc chợt gặp hoặc chợt thấy. Nghĩa số 7 là mắc bệnh hoặc bị lây bệnh hoặc nhiễm thói quen hoặc nhiễm bệnh.
Nghĩa tiếp theo là hiểu được hoặc nắm được hoặc nhận ra. Mình xin đọc lại nghĩa vừa rồi là mắc bệnh hoặc bị lây bệnh hoặc nhiễm thói quen hoặc nhiễm bệnh. Nghĩa kế tiếp là bắt lấy hoặc tóm lấy hoặc nắm lấy hoặc chộp lấy. Nghĩa kế tiếp là đánh được cá hoặc câu được cá. Và nghĩa cuối cùng là bắt kịp hoặc theo kịp hoặc đuổi kịp. Ngoài ra thì từ này còn có 3 nghĩa nữa là nghĩa số 1 là bắt lửa, nghĩa số 2 là đóng băng và nghĩa cuối cùng là ăn khớp hoặc vừa. Từ số 24 là động từ weave có 6 nghĩa. Nghĩa số 1 là dệt, nghĩa số 2 là đan hoặc đan lại hoặc kết lại. Nghĩa số 3 là kết lại hoặc thêu dệt hoặc bày ra. Hoặc liên kết lại. Nghĩa số 4 là đi lên lỏi hoặc đi quanh co. Nghĩa số 5 là lắc lư hoặc đu đưa. Và nghĩa số 6 là bay tránh trong hàng không và quân sự. Từ số 25 là động từ recreate có nghĩa là lập lại hoặc tạo lại. Từ số 26 là tính từ panoramic hoặc panoramic có nghĩa là có tính cách bao quát hoặc có tính chất toàn cảnh. Từ số 27 là danh từ street có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là phố hoặc đường phố. Nghĩa số 2 là hàng phố hoặc dân phố. Và nghĩa số 3 là đường cái. Từ số 28 là cụm động từ to light up hoặc to light up có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là làm cho nét mặt rạng lên hoặc làm cho khóe mắt rạng lên hoặc làm cho nét mặt sáng ngời lên hoặc làm cho khóe mắt sáng ngời lên. Mình xin nói lại nghĩa này là làm cho nét mặt rạng lên hoặc làm cho khóe mắt rạng lên hoặc làm cho nét mặt sáng ngời lên hoặc làm cho khóe mắt sáng ngời lên. Nghĩa số 2 là lên đèn hoặc thắp đèn và nghĩa số 3 là sáng ngời hoặc tươi lên. Từ số 29 là động từ engulf có nghĩa là nhận chìm hoặc nhận sâu. Từ số 30 là tính từ festive hoặc festive có nghĩa là thuộc ngày lễ hoặc thuộc ngày hội hoặc thích hợp với ngày lễ hoặc thích hợp với ngày hội. Từ số 31 là danh từ costume có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là quần áo hoặc y phục hoặc trang phục. Nghĩa số 2 là bộ quần áo của phụ nữ bao gồm váy và áo choàng ngắn cùng được may bằng một thứ vải. Mình xin nói lại nghĩa này là bộ quần áo của phụ nữ bao gồm váy và áo choàng ngắn cùng được may bằng một thứ vải. Lại nữa nhé là bộ quần áo của phụ nữ bao gồm váy và áo choàng ngắn cùng được may từ một thứ vải. Từ số 32 là động từ illuminate hoặc illuminate có 6 nghĩa. Mình xin nói lại từ này là illuminate hoặc illuminate. Từ này có 6 nghĩa sau đây. Nghĩa số 1 là chiếu sáng hoặc rọi sáng hoặc soi sáng. Nghĩa số 2 là treo đèn kết hoa. Mình xin nói lại nghĩa này là treo đèn kết hoa. Nghĩa số 3 là sơn son thiếp vàng hoặc tô màu rực rỡ. Nghĩa số 2 là, mình xin lỗi, nghĩa số 4 là làm sáng tỏ hoặc giải thích hoặc giảng giải. Nghĩa số 5 là làm sáng mắt hoặc làm sáng trí hoặc mở mang trí óc cho hoặc khai trí cho. Và nghĩa số 6 là làm rạng rỡ.
Phần từ vựng số 3 vừa rồi là phần cuối cùng của video hôm nay của chúng ta. Mình hy vọng rằng sau khi xem hết nội dung của video cũng như là của bài viết trong video này thì bên cạnh việc các bạn biết thêm những kiến thức về các từ vựng Anh ngữ mới thì sẽ biết được về 9 trải nghiệm du lịch mà chúng ta đáng thử và trải nghiệm tại thị trấn Sapa, là một địa điểm du lịch rất nổi tiếng ở miền Bắc nước ta. Bởi vì những trải nghiệm này tuy là không giống nhau hoàn toàn nhưng mà chúng đều có những đặc điểm và những nét ấn tượng đáng để chúng ta trải nghiệm và tìm ra được những khi trải nghiệm và lưu giữ lại những ký ức tuyệt vời về nó. Trước khi kết thúc video này thì mình xin phép được gửi một lời tri ân chân thành đến các bạn và chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn, hạnh phúc trong công việc cũng như trong cuộc sống. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé!